Con nhà nông mến chúc cả nhà ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay con nhà nông đi đốn một măng về để làm ẩm thực nha cả nhà. Thì chủ đề video hôm nay là con nhà nông sẽ làm ẩm thực đó. Không biết làm món gì một chút nữa con nhà nông sẽ chia sẻ nha. Bây giờ con nhà nông sẽ bứng măng nè. Thì đây là cái bụi măng Mạnh Tông đó cả nhà. Thì măng Mạnh Tông nó có một cái tích rất là hay luôn. Hôm trước con nhà nông đã chia sẻ cho cả nhà rồi đó. Rồi bây giờ cách bứng măng của con nhà nông thì con nhà nông chỉ lấy một con dao và một cái búa thôi. Cứ việc đóng xuống và lúc lắc thì chừng nào một măng nó gãy ra thì thôi cả nhà. Thì đó là cách bứng măng của con nhà nông đó. Thì cái một măng mà hai cái một sát bên nhau thì ba mình cột lại cho mình, là ba mình kêu mình bứng cái một đó đó, còn cái một bên đây á không có cột dây á là để giống nha cả nhà, để cho cái cây nó lên để lấy te đó, để sau này mình có làm gì thì mình làm. Cái giống măng Mạnh Tông này của một người bạn ở Củ Chi cho ba mình đó, ba mình trồng cách đây khoảng 5 năm rồi đó, thì nó cho măng rất là nhiều luôn. Rồi măng Mạnh Tông á, cũng như các loại măng khác á, thì rất là giàu chất xơ và vitamin luôn cả nhà, có thể nấu được nhiều món ăn ngon luôn, như là món măng ớt nè cả nhà. Món này rất là bắt mắt nè, rồi ngon miệng nè, tại vì cái vị chua cay của nó đó, mình ăn với cơm nóng cực kỳ ngon luôn á, đặc biệt là kết hợp với các món mà kho mặn đó nha. Món thứ hai là món bận rộn nè. Khi mình bận rộn thì mình xào măng tươi với bò, thì cái món này ăn rất là giòn ngọt nè và rất là giàu dinh dưỡng luôn á, còn tiết kiệm được thời gian nữa. Món thứ ba là thịt ba gọi kho măng nha. Cái món này mình kho với nước dừa thì thịt nó sẽ mau mềm lắm cả nhà, thì ăn rất là hao cơm luôn đó. Món thứ tư là cá nục kho măng. Thì cái món này những ngày mình ngán ăn thịt á, mình có thể đổi khẩu vị bằng cái món này nè. Khi mình nấu mình chọn cá mực phải là tươi nha cả nhà, rồi khi mình ươm chín rồi thì mình ăn vừa kết hợp với thịt cá vừa với kết hợp với măng luôn, vô cùng là ngon luôn đó. Món thứ năm là giò heo hoặc là xương hầm với măng. Thì cái món ăn này rất là bổ dưỡng luôn đó. Cả nhà thấy măng á, mình làm được nhiều món ăn rất là ngon luôn đó. Bứng từ hồi nãy giờ mà chưa xong đó cả nhà. Đống mục này nó dướng díu khó bứng lắm cả nhà ơi. Ba mình sợ mình bứng nhầm, ông nên ông cột cũng dây vô á, ông sợ mình bứng cái mục ngoài. Cái mục ngoài thì nó dễ bứng rồi, mục trong đó rồi nó sắp được rồi nè cả nhà. Để mình địch lên nha. Đó, cái nhà thấy cong cong con dao rồi, phân ra một cái vèo. Xong, mình sẽ ngồi mình gỡ cái lá này ra luôn nha. Cái măng này á, mình thấy nó không có cái lông lông tơ nhiều cả nhà, còn cái măng mà mình mua ở ngoài chợ sao mình thấy mình cầm gì nè, cái lông nó dính vô tay mình nhiều lắm nha. Còn măng này mình không thấy có lông đó cả nhà, mình gỡ ra rất là sạch sẽ luôn. Sau một hồi vất vả thì con nhà nông cũng đã lột xong một một măng rồi nè cả nhà. Đó, mọi người thấy rất là to luôn á, bao nhiêu đây, con nhà nông ăn lâu lắm ấy nha cả nhà. Bây giờ mình đem vô ha, cái mình ngồi mình bào ra, rồi xong mình đem mình nấu kiểu như mình luộc với nước muối đó cả nhà. Đây, con nhà nông đã vô tới nhà rửa một măng xong rồi, lấy con dao bào mình bào ra, con dao bào của con nhà nông nó nhỏ xíu cho nên bào cái mấy miếng nhỏ xíu. Còn khi mà mình hầm hay gì mình có thể là cắt mỏng mỏng chừng 5 ly vậy đó cả nhà, thì ăn nó giòn hơn. Còn bây giờ mình một mình ăn không hết cho nên mình bào cái này mình để dành, có thể mình nấu mì tôm nè mình bỏ vô cũng ăn cũng rất là ngon luôn. Rồi một lát con nhà nông sẽ làm một cái món ăn từ măng. Hôm nay con nhà nông sẽ chế biến xương heo hầm măng nha. Hồi sáng đi chợ mua được 5 cục xương nè, một ít sả đi ra vườn hái nè, củ gừng cũng đi ra vườn luôn. Bây giờ mình chần thịt nha cả nhà, bỏ củ hành vô, củ rừng chứ, rồi bỏ sả vô nè, rồi để nó sôi lên mình bỏ thịt vô nha. Bỏ thịt vô rồi xong đây mình chuẩn bị nồi nước lạnh để mình vớt thịt ra mình rửa lại đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy bọt lên nhiều không? Mình nhớ mình nấu là mình hớt bọt cho nó trong cái nồi cam bên đây. Thì mình luộc măng nè,
Cả nhà thấy bào ra một nồi măng to ơi là to luôn đó. Rồi bây giờ tiếp theo là mình khèo mấy cục xương này nha cả nhà. Bắt cái nồi lên đổ dầu vô nè. Mình bỏ vô miếng tỏi mình phi thơm lên nè. Nó đợi dầu nó sôi lên mà tỏi nó vàng lên ha, rất là dậy mùi luôn. Rồi sau đó thì mình bỏ vô một miếng hành lá. Đáng lẽ mình bỏ củ hành, hành tím mà hết rồi, bây giờ bỏ hành lá vô phi cho nó vàng lên nè. Đó, thấy thơm chưa cả nhà. Rồi mình bỏ mấy cục xương vô, mình lăn cho nó săn thịt lại ha. Bỏ cả 5 cục vô luôn. Này là xương xương ống mà gì đó, mình nghe cái bà bán thịt heo nói vậy đó. Nó không có thịt nhiều cả nhà, nó chủ yếu là sụn và xưa và miếng thịt thôi, với xương chủ yếu là xương nó ra nước ngọt thôi đó. Rồi thịt nó săn lại nó cũng dậy mùi lắm cả nhà. Mình đổ vô nè, mình đổ nước vô nè, mình ăn bao nhiêu thì mình đổ bấy nhiêu nha cả nhà. Một có một mình là cho mình đổ một tô, sau đó mình tiếp tục nấu. Mình hầm khoảng 40 phút đó thì thịt nó mềm á cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ măng vô nè. Măng này thì mình đã luộc nó chín rồi đó, cho nên mình bỏ vô sau cùng cũng được nữa, không cần phải bỏ cùng lúc với thịt heo nha. Rồi sau khi bỏ măng xong thì mình nêm nếm nè. Mình dùng bột khờ no, một muỗng canh bột khờ no, 2 muỗng canh nước mắm nè. Nước mắm này là mình dùng nước mắm kho luôn á đó. Đó, 2 muỗng canh, một muỗng nè, muỗng thứ hai nè. Rồi mình thêm một ít bột ngọt nè. Đó, mình đợi cho nó sôi, mình lên mình vặn lửa cho nó sôi lớn lên cho nó tan bột ngọt ra ha. Sau đó mình nêm vừa ăn theo cái khẩu vị của mình nha. Thấy này, canh hấp dẫn chưa cả nhà. Mình không có ăn tiêu được cho nên lúc nữa mình sẽ bỏ ớt. Bây giờ mình sẽ công đoạn mình sẽ nêm theo cái khẩu vị của mình nha. Rồi mình thấy vừa ăn rồi đó nha. Tiếp tục là công đoạn cuối cùng là mình bỏ rau nêm vô, đó là hành lá, hành tươi ấy, còn nãy mình cũng có phi một ít rồi đó. Hay, bây giờ mình đun cho nó sôi thật là sôi lên nè, mình hớt bọt lần cuối cùng nha. Nấu xong mệt muốn xỉu luôn, bây giờ mình đậy lại, khi nào mình ăn mình hâm lại cả nhà ơi. Bên đây còn một gỗ mình sẽ bỏ vô tủ lạnh nha. Sau khi mình nấu xong thì mình ngủ một giấc, bây giờ mình dậy rồi mình sẽ hâm lại nè. Mình sẽ dọn cơm ra mời cả nhà cùng thưởng thức canh xương heo hầm với măng mạnh tông nha. Một chảo cá cơm huyền thoại của mình mấy hôm rày ăn chưa hết. Rồi mình sẽ chấm với nước mắm ớt nha cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức bữa cơm dân dã của con nhà nông nha. Rồi bây giờ mình sẽ gấp một miếng măng nè. Rồi mình chấm với nước mắm nè. Sau khi mình thưởng thức mình thấy cái vị măng nó còn hơi đắng đắng nè, rồi rất là giòn nè, bắt rất là thơm nè, rồi kết hợp với nước mắm nè, cả vị cay của ớt nè, vị thơm của hành lá nè, hòa quyện ăn với cơm trắng rất là ngon luôn cả nhà ơi. Hôm nay con nhà nông quay video tới đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của con nhà nông. Chúc cả nhà xem video thật là vui nha.